Xin chào và xin chúc mừng bạn. Bởi vì tôi muốn chia sẻ với bạn một cái cơ hội rất là lớn nếu như bạn đang muốn gặt hái được thành công ở trong công việc kinh doanh của mình. Như bạn đã biết đấy, là thế giới của chúng ta đang mở ra một cách rất là nhanh chóng, và đặc biệt nữa là rất nhiều những cái công cụ, những cái công nghệ mới được phát minh, và chính vì điều này nó cho phép chúng ta có thể tiếp cận một cách nhanh chóng hơn đến với thị trường và tiếp cận được với rộng hơn đến với thị trường một cách rất là nhanh chóng, với rất là tốn rất là ít những cái nỗ lực. Và với sự phát triển nhanh của công nghệ như vậy thì nó sẽ cho chúng ta một cái cơ hội được thành công trong công việc kinh doanh của mình. Nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ là thu về được lợi nhuận nhiều hơn, tối ưu hóa được cái hoạt động của mình, và đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, và chúng ta có thể có được cái phong cách sống mà mình mong muốn ở trong cuộc sống của mình. Như xin tự giới thiệu với bạn thì tôi là Nguyễn Phúc Quang Ngọc, là người dịch cái cuốn sách The Secret của Ronovan, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phát hành rất là nhiều những cái đầu sách như là Bí mật .com của Russell Brunson, hay Tiền làm chủ cuộc chơi của Tony Robbins, hay là cuốn Chiến lược marketing đỉnh cao của Dan Kennedy, và một cái cuốn sách nữa cũng rất là tuyệt vời dành cho những người mà đang làm kinh doanh, đó là cuốn Chinh phục sự hỗn loạn của Greg Max. Thì ngoài ra thì tôi cũng là một người, tôi cũng chính là người mà đã đưa ra lý thuyết về marketing bão. Mô hình này đã giúp cho rất nhiều doanh nghiệp thay đổi cái cách mà họ làm marketing và gặt hái được cái thành công có thể nói là trên cả mong đợi. Và đặc biệt thì tôi cũng là người mà đưa giải pháp Infusionsoft về Việt Nam, và lần đầu tiên mang đến cho các doanh nghiệp một cái cơ hội để giúp cho họ có thể hiện thực hóa được cái ước mơ về tự động hóa các hoạt động marketing, sale và chăm sóc khách hàng đúng theo là gì, là cái xu hướng 4.0. thì chia sẻ một chút đó là gì, là tôi có những cái trải nghiệm, tôi có 10 năm trải nghiệm trong kinh doanh, và trong đó thì những cái năm đầu tiên thì chúng tôi gặt hái khá là thành công. Tuy nhiên sau đó thì tôi gặp một cái khó khăn, đó là gì, là công việc kinh doanh của chúng tôi phát triển, nhân sự của chúng tôi phát triển với trên 50 người, cộng thêm nữa là gì, là hàng chục ngàn khách hàng, khiến cho chúng tôi rơi vào trong một cái trạng thái hỗn loạn. Và bắt đầu từ năm 2016 thì khi tôi được tiếp cận với giải pháp tự động hóa marketing và sale Infusionsoft, thì từ thời điểm đó nó giúp cho tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về hoạt động marketing của mình, và đặc biệt nữa là công cụ đã giúp cho tôi chuyển đổi cái mô hình của mình một cách mạnh mẽ và gặt hái được những thành quả. Tính cho đến nay thì chúng tôi đã triển khai giải pháp này, áp dụng được cái giải pháp này ở cho hoạt động kinh doanh của mình được 3 năm, từ năm 2016 tính cho đến bây giờ. Và thay vì phát triển quy mô về mặt nhân sự giống như trước đây thì chúng tôi giảm từ 50 người xuống chỉ còn tầm khoảng 10 người, và thay vì là tốn rất nhiều thời gian hay là tốn rất nhiều chi phí cho hoạt động marketing thì chúng tôi giảm thiểu những điều đó. Tuy nhiên không phải vì cái điều đấy mà hiệu quả hoạt động của chúng tôi đi xuống, mà thậm chí kết quả của chúng tôi lại đi lên rất là nhiều, bởi vì phần lớn công việc đã được triển khai một cách tự động, từ công việc mở rộng thị trường, từ công việc nuôi dưỡng chăm sóc khách hàng, từ công việc là phát hiện, tìm ra những cái cơ hội bán hàng và làm thế nào đó để chăm sóc và theo đuổi khách hàng, để giữ được cái mối liên kết đối với khách hàng của mình. Và thực sự Infusionsoft hay giải pháp tự động hóa marketing và sale của Infusionsoft đã thay đổi hoàn toàn công việc kinh doanh của chúng tôi, và từ đó cho phép chúng tôi gia tăng được cái lợi nhuận của mình, đồng thời là chúng tôi giải phóng được cái thời gian của mình ra khỏi cái hoạt động kinh doanh. Và nếu như bạn cũng muốn đạt được cái điều này thì những thông tin tiếp theo sẽ rất là hữu ích, nó sẽ giúp cho bạn thay đổi công việc kinh doanh của bạn, đồng thời thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì tôi xin đặt ra một cái câu hỏi là khi mà bạn bắt đầu công việc kinh doanh thì bạn mong muốn đạt được cái điều gì ở trong công việc kinh doanh của mình? Nếu như bạn muốn mở rộng, bạn muốn phát triển, tạo ra một cái sự nghiệp thì đây là một điều rất tuyệt vời. Và bên cạnh đấy, nếu như bạn muốn gia tăng lợi nhuận, nếu như bạn muốn kiếm thêm được nhiều tiền ở trong hoạt động kinh doanh, hay nếu như bạn muốn là mình có thêm nhiều thời gian hơn để dành cho cuộc sống của mình, cho cá nhân mình, và có nhiều cơ hội để phát triển bản thân, hay là bạn muốn được sống theo một cái phong cách rất là cân bằng, rất là hài hòa giữa công việc và vấn đề cá nhân, thì đấy là cái điều mà chúng ta đều mong muốn. Tuy nhiên không phải ai khi tham gia trong công việc kinh doanh của mình cũng có thể đạt được cái điều đó. Tôi đã
chính bản thân tôi đã từng trải qua một cái khoảng thời gian làm đầu tắt mặt tối, làm từ sáng sớm đến tối khuya và cứ dường như không bao giờ kết thúc những cái vấn đề ở trong công việc kinh doanh của mình. Và thậm chí là khi chúng tôi về đến nhà thì chúng tôi cũng mang theo những vấn đề ở công ty, những vấn đề ở công việc, từ vấn đề về tài chính, từ vấn đề về nhân sự, vấn đề về thị trường, vấn đề rất nhiều những cái vấn đề làm cho chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Và thậm chí có những lúc ở trong gia đình đã xảy ra những sự cãi vã và ngập tràn những cái lo lắng. Thì đấy là cái điều mà tôi không hề mong muốn khi tham gia công việc kinh doanh, nhưng nó lại xảy ra khi mà chúng tôi đã dấn thân vào trong công việc kinh doanh. Và lúc đó nếu như tôi không có được cái giải pháp vườn sót thì có thể chúng tôi đã bị sa lầy ở trong đó, và có thể ước mơ về kinh doanh của tôi đã bị làm sao đã bị chấm dứt tại thời điểm đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta có thể vượt qua được những điều đó, làm sao để chúng ta có thể không bị rơi vào cái bẫy là của sự hỗn loạn, cái bẫy của những cái vấn đề liên tục phát sinh trong công việc kinh doanh, để có thể có một cái cuộc sống theo đúng phong cách mình mong muốn, mình có nhiều thời gian hơn, mình có nhiều tài chính hơn, và mình được phát triển con người của mình và sống với ước mơ của mình. Nếu như bạn muốn cái điều đấy thì tôi xin chia sẻ với bạn một cái điều như thế này. Đây là điều mà tôi đã trải nghiệm trong vòng 10 năm qua với những cái thăng trầm và những cái thành quả hay là những thất bại của mình. Thì tôi nhận diện ra rằng là gì? Để thành công ở trong công việc kinh doanh thì chúng ta cần có chìa khóa để thành công ở trong công việc kinh doanh, đó chúng ta cần ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất ở trong công việc kinh doanh đó là gì? Nếu như bạn muốn thành công ở trong công việc, thì điều đầu tiên chúng ta cần phải có tư duy đúng. Chúng ta cần phải có gì ạ? Tư duy đúng, đúng không? Tư duy, tôi đánh giá rất cao cái nền tảng tư duy của bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta không có cái nền tảng suy nghĩ đúng đắn thì chúng ta sẽ không thể nào đi đúng được cái con đường và khó có thể đạt hại được thành công, phải không ạ? Vì vậy cho nên bước đầu tiên chúng ta cần phải có tư duy đúng đắn. Và cái yếu tố thứ hai đó là khi chúng ta tham gia, khi chúng ta làm ở trong lĩnh vực nào cũng vậy, chúng ta đều phải có cái sự hiểu biết, chúng ta sẽ đều phải biết những cái chiến lược phù hợp để có thể đạt được thành công ở trong cái lĩnh vực đó. Và vì vậy cho nên chúng ta cần phải có những cái kiến thức đúng, và đó là những cái mà chúng ta cần phải trang bị. Và thêm một cái yếu tố nữa mà chúng ta cần phải trang bị để giúp cho chúng ta đạt được cái thành công đó là gì, là chúng ta cần phải có những cái chúng ta cần phải có những cái công cụ đúng. Và tôi trải qua 10 năm trải nghiệm, chúng tôi tham gia rất nhiều các chương trình đào tạo, và phải nói rằng là chúng tôi rất biết ơn những người thầy, những người chuyên gia đã giúp cho chúng tôi làm sao khai phá được cái tư duy của chính bản thân mình, giúp cho chúng tôi học được những công thức hay là những cái chiến lược thành công. Và điều đó đã giúp cho chúng tôi cải thiện khá nhiều những cái kết quả trong hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên có một cái điều mà trong xuyên suốt 10 năm không ai chỉ cho tôi, đó chính là gì? Là cái nền tảng về công cụ đúng. Và tôi nhận thấy rằng là khi chúng ta có cái tư duy đúng, khi chúng ta có cái công cụ đúng, cái kiến thức đúng, nhưng nếu như chúng ta không có cái công cụ đúng ở đây thì chúng ta sẽ phải làm việc rất là vất vả, và khi chúng ta phải đối mặt với việc là xử lý rất nhiều vấn đề phát sinh trong công việc kinh doanh của mình và mình không có cái công cụ để mình quản lý và mình giải quyết những cái điều đó thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hỗn loạn. Và đó là lý do vì sao năm 2015 khi chúng tôi đã gặt hái được rất nhiều những thành quả ở trong công việc kinh doanh thì đấy cũng là cái lúc mà chúng tôi làm sao là gặp những cái sự rung lắc một cách rất là mạnh mẽ và đứng ở bên bờ bị sụp đổ vào khoảng thời gian đó. Nguyên nhân là bởi vì chúng tôi đã không có được những cái công cụ đúng. Và may mắn thay đó là gì? Sau đó thì chúng tôi tìm ra được cái công cụ đúng đó. Đó là công cụ Infoshop. Nó đã giúp cho chúng tôi quản lý toàn bộ những cái hoạt động kinh doanh của mình và thay thế hàng loạt các cái vấn đề công việc mà trước đây nó được thực hiện bởi con người. Và chúng tôi đi đến là gì ạ? Tự động hóa hầu hết tất cả các mắt xích ở trong hoạt động kinh doanh của mình. Và nếu như bạn muốn biết là cái công cụ đúng này nó giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề như thế nào thì tôi xin mời bạn xem tiếp một phần tiếp theo. Đó là gì? Là trong cái công cụ đúng này thì khi nói về cái công cụ đúng đó, khi nói về công cụ đúng thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều những công cụ để chúng ta dùng ở trong công việc kinh doanh của mình. Từ công cụ ví dụ như phổ biến nhất đấy là gì, là công cụ để quản lý các cái giao dịch, đó là phần mềm kế toán. Tiếp theo đó là quản lý về chấm công, về hành chính, theo dõi bảng biểu, về nhân sự, về bảo hiểm, hay là gì, bạn quản lý kho hàng của bạn, hay là
chúng ta thực hiện những cái công cụ để triển khai hoạt động quảng cáo, mở rộng thị trường như là Facebook, YouTube hay Google, hay rất nhiều những công cụ khác. Tuy nhiên, tất cả những công cụ đó nó cần thiết, nhưng mà vấn đề của nó là gì? Là nó bị rời rạc hóa và nó làm cho chúng ta mất đi cái sự kết nối giữa các bộ phận với nhau. Và trước đây chúng tôi cũng dùng hầu hết tất cả những công cụ như vậy, nhưng mà nó đưa chúng tôi đến cái sự hỗn loạn. Về mặt kết quả chúng tôi vẫn đạt được, tuy nhiên là nó làm cho cái hoạt động nội bộ ở bên trong, và đặc biệt nữa là gì ạ, là về mặt tư duy, về quản lý, tất cả mọi thứ trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng mà khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai giải pháp Infusionsoft thì cái công cụ này đã giúp cho chúng tôi làm được cái điều gì? Nó đã kết nối tất cả những cái mắt xích như vậy lại cùng với nhau và giúp cho chúng tôi quy trình hóa từng mắt xích, và từ đó chúng tôi quản lý các hoạt động đó ở trên giải pháp Infusionsoft. Nó giúp cho chúng tôi có thể tự động thu thập danh sách của khách hàng và sau danh sách của khách hàng tiềm năng, và thông thường thì khách hàng sẽ chưa mua ngay lập tức mà nó sẽ cần một cái thời gian để tương tác. Và nếu như chúng ta bằng con người, bằng sức người chúng ta follow để chúng ta tương tác thì nó sẽ rất là tốn kém thời gian các bạn ạ. Nó sẽ rất là tốn kém thời gian. Chính vì vậy cho nên chúng ta không thể nào chăm sóc được tất cả mọi khách hàng, và chúng ta sẽ không thể nào có thời gian một cái đội ngũ để làm sao đủ lớn để có thể chăm sóc hàng ngàn người. Nhưng với cái công cụ Infusionsoft, nó giúp cho chúng tôi là từ khi thu thập thì nó đã giúp cho chúng tôi làm sao liên tục tương tác để tạo ra cái sự kết nối chặt chẽ hơn với khách hàng. Và thông qua quá trình tương tác như vậy thì chúng tôi nhận được những phản hồi từ thị trường, và từ đó chúng tôi nhận diện ra được những cái cơ hội kinh doanh hay những cái cơ hội bán hàng. Và thông qua những cái tín hiệu mà hệ thống báo về như vậy thì chúng tôi bắt đầu triển khai hoạt động bán hàng, và ngay cả cái hoạt động bán hàng cũng được diễn ra một cách gần như là tự động. Và sau khi khách hàng đã mua hàng thì chúng tôi lại có cái quy trình chăm sóc tự động ngay sau đó. Và chính bởi vì những hoạt động từ tìm khách hàng đến tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng cái thị trường khách hàng tiềm năng của mình, hay là duy trì và nuôi dưỡng cái đối tượng khách hàng tiềm năng đấy để đến một ngày nào đó họ trở thành người khách hàng sẵn sàng, và sau đó triển khai quá trình bán hàng, và sau đó là gì ạ, là triển khai quá trình chăm sóc khách hàng đấy, tất cả mọi mắt xích đấy đều được diễn ra một cách tự động và được lưu ở trên cái hệ thống. Và hệ thống này làm cho chúng tôi là gì ạ, hầu hết tất cả những công việc. Và vì vậy cho nên là nó đã giải phóng chúng tôi ra khỏi cái quá trình là gì ạ, là bán hàng, và cho phép mình dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm bản thân, trải nghiệm phát triển bản thân, và dành nhiều thời gian hơn để làm sao để suy nghĩ, để phát triển cái sản phẩm, để từ đó nâng cao cái chất lượng để mình có thể phục vụ cho khách hàng. Và đây chính là một cái quá trình mà 3 năm qua chúng tôi nhìn thấy là gì ạ, là nó rất là tuyệt vời. Và nếu như mà bạn chưa có được cái điều đó thì bạn đang thiếu đi một cái cánh tay làm sao vô cùng mạnh mẽ, thiếu đi một cái người trợ lý, thiếu đi một cái người mà làm sao, một cái bộ công cụ làm sao ạ, rất là mạnh mẽ để có thể giúp cho bạn phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Và một ngày nào đó bạn còn phải trực tiếp điều phối hay là gì, trực tiếp tham gia vào quá trình, hoặc nhân sự của bạn phải thực hiện những điều đó, thì một ngày nào đó tôi tin rằng là gì, chúng ta vẫn chưa có cái sự tự do thực sự ở trong hoạt động kinh doanh của mình. Vậy thì làm sao để cho chúng ta có thể làm được cái điều đó? Thì trong cái phần tới thì chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn, nếu như bạn có bất cứ một cái câu hỏi gì liên quan đến những điều mà tôi vừa mới trình bày, về mặt tư duy, về mặt chiến lược, hay về mặt công cụ, đặc biệt là về mặt công cụ, hãy để lại câu hỏi cho tôi bằng cách comment vào, để lại cái comment ở cái phần bên dưới này, thì tôi sẽ dựa trên những cái câu hỏi của bạn để tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải nghiệm trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt nữa, ở trong vòng tầm khoảng một vài ngày tới thì tôi sẽ triển khai một cái clip, và trong cái clip đấy tôi sẽ chia sẻ với bạn chi tiết cái cách thức mà chúng tôi đã triển khai áp dụng cái hệ thống, cái giải pháp automation này như thế nào ở trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, để bạn có thể nhìn thấy được cái bức tranh đấy, và bạn có thể xem rằng là gì, là cái đó có thể áp dụng được cho cái công việc kinh doanh của bạn hay không. Vâng, và một lần nữa, nếu như bạn cảm thấy những cái thông tin mà tôi chia sẻ với bạn nó trở nên hữu ích, hãy làm sao ạ?
hãy like, hãy share, hãy comment. Và nếu như bạn có bất cứ cái câu hỏi nào, hãy để lại cái comment ở bên dưới và chúng tôi sẽ trả lời từng người một. Vâng, chúng tôi sẽ trả lời từng cái ý kiến của bạn, từng cái câu hỏi của bạn. Và hãy nhớ rằng hãy chờ xem trong một vài ngày tới thì chúng tôi sẽ gửi thêm cho bạn những cái clip để giúp cho những cái bài học để giúp cho các bạn có thể nhìn thấy rằng bạn có thể áp dụng được cái điều này ở trong hoạt động kinh doanh của mình như thế nào. Xin cảm ơn và nhớ hãy like, hãy share và hãy comment. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.